chuyện gì thế này? Bây giờ mời đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Tất cả các chỉ số đều bình thường, di chứng ung thư đã hết, tế bào ung thư đã biến mất, ngay cả hoạt động hồng cầu, bạch cầu, tế bào miễn dịch trong cơ thể đều bình thường, thể trạng còn khỏe mạnh hơn cả thanh niên 20 tuổi. Có người nghi ngờ đó là một trò lừa bịp, nhưng càng nhiều người biết thân phận của Thẩm Gia lại không hề nghi ngờ chút nào. Thẩm Gia ở Giang Bắc làm sao có thể dùng danh tiếng của chính mình để thực hiện một trò lừa đảo kém chất lượng như vậy? May mà trước đó đã thử mấy lần, không xảy ra chuyện gì. Đây chính là linh thủy của chúng tôi, một chai tỉnh táo tinh thần, hai chai không bao giờ mệt mỏi, ba chai trường sinh bất lão. Từ hôm nay tập đoàn Thẩm Thị chính thức ra mắt dòng linh thủy đó là phiên bản Pro Max giá 1 triệu, phiên bản Pro giá 880.000 và phiên bản bình thường giá 660.000. Ngoài ra còn có phiên bản Thanh Xuân Mini với giá thấp nhất là 100.000 bán cho những người có nhu cầu. Giá càng cao, tác dụng càng tốt. Còn linh thủy vừa rồi tôi dùng là bản Pro Max, mọi người đã thấy tác dụng rồi. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của cậu tước người tạo ra linh thủy, tập đoàn Thẩm Thị chính thức thành lập một quỹ từ thiện và 20% tổng lợi nhuận từ linh thủy sẽ được sử dụng cho hoạt động từ thiện. Linh thủy này thần kỳ thế, lẽ nào là lừa đảo? Sẽ không đâu. Danh tiếng của Thẩm Gia không cho phép ông ấy làm việc thế này. Đợi tôi có tiền tôi cũng mua vài chai. Về sau tôi cho người tặng cậu một ít. Thôi khỏi, thứ đồ chơi này 1 triệu một chai, rẻ nhất cũng 100.000 đấy. Lấy danh nghĩa của mình thành lập quỹ từ thiện ư? Thẩm Hạo Ba có đầu óc kinh doanh phết. Cậu Tước, sao cậu ta xuất hiện ở đây? Chẳng phải Tiểu Mạn nói cậu Tước không quan tâm những nơi như này sao? Xin phép một lúc, tôi thấy một vị khách quý. Cậu Tước, cậu đến từ lúc nào cũng không bảo với tôi để tôi cử người tới đón cậu. Không phải là tôi đích thân đi đón cậu. Tôi chỉ đến đây đi dạo với bạn tôi một tí thôi. Cậu Tước, hay là tôi dẫn cậu đi quanh xem nhé? Không cần đâu, buổi họp báo tổ chức rất tốt. Cậu Tước, lâu quá không gặp cậu. Không dám, không dám. Hồng Phi, ông biết cậu Tước sao? Tôi biết, cậu Tước là khách quý của Từ gia chúng tôi, còn là ân nhân cứu mạng tôi. Nờ nhân cứu mạng ư? Cậu Tước có rảnh không, tôi muốn nói chuyện mấy cậu với cậu. Kể từ lần trước biết được năng lực của Tước Diên, ông ta lập tức bế quan tu luyện. Cảnh giới tiên thiên 10 năm chưa đột phá của ông ta chỉ mất một tuần đã đột phá thành cảnh giới siêu phàm. Hôm khác đi, tôi phải về rồi, cậu về thong thả. Lẽ nào cậu ta chính là nhân vật gớm mặt mà Từ Hồng Phi kể? Không thể nào, cậu ta trẻ quá. Tước Diên, cậu biết giám đốc Thẩm kia à? Biết, cậu có chuyện gì cứ nói đi. Sao tôi thấy thái độ của ông ấy với cậu cứ là lạ, như kiểu học sinh đối mặt với giáo viên. Tôi không giả vờ nữa, thật ra linh thủy là do tôi phát minh. Cậu Tước mà ông ta nhắc tới trong buổi họp báo chính là tôi. Không phải chứ, cậu trở thành nhà khoa học từ bao giờ? Vô tình phát minh thôi, nếu không thì tôi tặng cậu linh thủy kiểu gì? Thằng nhóc cậu giấu kín gớm, không nói không rằng âm thầm trở thành tỷ phú. Tôi không biết đâu, sau này tôi sẽ ăn của cậu, ở của cậu, còn tiêu của cậu. Nửa đời còn lại nhờ cậu nuôi tôi rồi. Chắc chắn luôn, lát nữa tôi kêu người làm cho cậu một tấm thẻ ngân hàng, doanh thu từ linh thủy chia cho cậu 1%. Thôi, không cần đâu, vì sao? Trước khi xuyên qua, Vương Lỗi và Tước Diên cùng nhau chịu cảnh nghèo khó cơ cực, cùng nếm trải những sự khinh bỉ của thế gian. Kiếp này Tước Diên muốn nhân lúc còn ở trái đất đền bù gấp 100 lần cho Vương Lỗi. Tôi biết từ hôm nay trở đi cậu có rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền của cậu, tôi muốn có thì phải dựa vào chính mình. Tôi cầm chỗ tiền đó thì thấy không thoải mái, và lại có cậu ở đây tôi muốn cái gì thì tìm cậu là được, cho tôi tiền làm gì. Tôi thích được bao nuôi cơ, không được, cậu xấu lắm. Linh lực ở trái đất ít quá, khi nào lại có thêm một cơ duyên giống như thiên thạch thì hay. Alo cha ạ, Diên, nửa tháng nay con lại chạy đi đâu? Con ở nhà bế quan tu luyện suốt. Từ khi Thẩm Mạn giải quyết chuyện ở trường học, Tước Diên đã không phải đến lớp nữa, cũng không cần lo lắng nhà trường gọi về cho Lý Sương Sương. Ở nhà, vớ vẩn, tôi ở nhà nửa tháng đâu gặp anh, không nói nữa, con mau về nhà đi. Máy bay của mẹ con sắp đến Giang Hải rồi, cha không nói sớm, con về ngay đây. Đúng rồi cha, bao giờ cha và mẹ con chuyển ra Tước Gia về ở cùng con? Sống cùng anh, Thẩm Gia tặng cho con một căn biệt thự số 1 trên đỉnh núi Vân Vụ. Biệt thự số 1 không hề rẻ, hình như có giá 300 tỷ. Anh còn nói anh không có quan hệ gì với con bé Thẩm Mạn đó. Chẳng lẽ anh đến Thẩm Gia ở rể rồi? Làm gì có chuyện đó, con tặng cho họ món đồ đáng giá hơn 300 tỷ. Thôi, mẹ anh đến lúc đó lại nghi ngờ anh làm việc mờ ám. Nếu không thì anh giải thích như nào về số tiền 300 tỷ ở đâu ra? Tước Diên tự dưng đau đầu, anh ấy trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Lý Sương Sương. À mà cậu bạn tiểu hắc này của con lộ ngực như này không sợ máu dồn xuống não thành chú bé đần sao?
Mặc kệ cậu ta không thông minh sẵn rồi, ngu thêm chút cũng không sao, Tết năm nay có định về Yên Kinh không cha? Không biết nữa. Kể từ năm đó sau khi bị Tước gia đuổi khỏi Yên Kinh, Tước Hoàng Văn đã 20 năm chưa từng về Yên Kinh, cho dù Tết nhất Tước gia tự gửi thiệp mời đến. Ông ấy cũng mặc kệ coi như không nhìn thấy, trong lòng ông ấy muốn trở về nhưng ông ấy biết chắc sau khi về sẽ phải đối mặt với sự trách mắng, khinh bỉ, châm biếm, lạnh nhạt. Ông ấy không quan tâm nhưng ông ấy không muốn để cho vợ con mình chịu đựng sự khinh thường từ người khác. Hay là Tết năm nay về xem sao? Để sau hãng nói. Xuống đi Tiểu Hắc, mẹ tôi về rồi, đừng dọa bà ấy. Con trai ơi, mẹ ơi. Con trai cũng nửa năm mẹ chưa gặp con rồi nhỉ? Vâng, hơn nửa năm rồi. Mẹ nghe nói lúc mẹ không ở đây con bỏ học. Đâu có, cô giáo nhớ nhầm đấy. Không tin mẹ hỏi cha xem. Ờ đúng. Đúng rồi mẹ, đây là bạn con Tiểu Hắc. Cháu chào cô chị, cô xinh quá. Duyên à, cậu bạn này của con dễ thương thế. Sương Sương về rồi đó à, đi đường chắc mệt rồi nhỉ. Mau cho giúp việc người dọn cơm lên. Chẳng lẽ mọi người đợi con vẫn chưa ăn cơm à? Cả nhà thiếu một người thì sao ăn được? Lời của đại trưởng lão nói rất hay, nhưng Lý Sương Sương chẳng tin chữ nào. Trước đây lúc bà ấy về chẳng có ai đợi bà ấy, thậm chí cả phòng khách cũng không cho bà ấy vào. Sao ra ngoài một tháng về đã biến thành người một nhà rồi?